Thì tập thiền hành động thì cho kết quả là sâu nghiệp tốt, tâm nhiễm ô hành động cho nghiệp xấu. Nhưng có những trường hợp như một người làm thiện với tâm sân, ví dụ như chăm sóc một ai đó mà bực bội tức giận, người làm việc ác với tâm bình thản dửng dưng vô sân. Xin thưa nha, tâm bình thản dửng dưng không có nghĩa là vô sân nha, đừng có hiểu lầm. Hay là một người làm việc xấu nhưng tâm thiện, ví dụ như nói dối để cứu một con vật khỏi bị đánh đập, giết hại, hay cứu một người tránh khỏi cú sốc tinh thần có thể nguy hại đến tính mạng, thì kết quả sẽ ra sao? Cả những trường hợp một người ý thức minh mẫn rõ ràng làm trường hợp một người ý thức minh mẫn rõ ràng mà làm điều ác, một người ý thức không minh mẫn do rượu bia hay do một người tâm thần cũng làm điều ác tương tự, thì kết quả nghiệp có khác nhau không? Hay trong chiến tranh nếu mình tiêu diệt kẻ địch hay giết giặc thì mình có phải đi địa ngục hay bị tái sanh vào các khổ cảnh như thú vật trả nghiệp giết hại không, thưa sư? Quý vị biết có những câu hỏi Đức Thế Tôn Ngài không có trả lời, phải hỏi 3 lần mới trả lời. Tại vì đối với một số người họ không sẵn sàng để nghe sự thật, bởi vì sự thật đối với họ nó rất là tàn nhẫn, rất là tàn nhẫn. Ví dụ như một người con vì cha mẹ của mình mà làm ác, đến hồi chết rồi vẫn phải đi địa ngục, và người con không thể nào biện hộ, hoặc cha mẹ có thể biện hộ cho người con là con của tôi nó làm ác là vì tôi, cho nên làm ơn đừng có cho nó đi địa ngục. Chuyện đó không thể xảy ra, nhân quả không có nói tình thương gì ở đây, cho nhân quả không có tình cảm. Mà quý vị thử nghĩ đi, những trường hợp như vậy mà để quý vị đem đi hỏi thì một vị tu sĩ nên trả lời như thế nào để quý vị không bị sốc? Cho nên có đôi khi một số trường hợp thì từ chối, trừ khi nào quý vị nài nỉ lắm, thật lòng muốn biết thì mới nói cho nghe thôi. Trong kinh cũng có những trường hợp như vậy. Cái người đặt câu hỏi này đó, làm ơn làm phước quay trở lại học cái A Tỳ Đàm, lớp A Tỳ Đàm của sư mới mở đó, học bài số 1 nha, học bài số 1 thì quý vị sẽ không có thắc mắc như thế này nữa. Bởi vì nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Mình chăm sóc người bệnh và mình chăm sóc bằng cái sự bực bội thì nó có cho cái quả có trắng có đen nha. Một trong những cái quả có thể xảy ra nhất đó là do mình có cái phước chăm sóc người bệnh, cho nên đời sau đó mình có sức khỏe. Nhưng mà do mình chăm sóc bằng tâm sân cho nên mình có sức khỏe nhưng mà mình xấu xí, dị tật. Quý vị có đọc, có biết cái tác phẩm là Thằng Gù Nhà Thờ Đức Bà không? Sư thì sư không có đọc, mà sư thì chỉ có ấn tượng rất là, thí dụ như thằng ngu á, nó có sức khỏe nhưng mà không có ai ưa nó hết, nó bị gù và nó còn có những cái khuyết tật trên cơ thể làm cho người ta ghét bỏ. Thì á, cái chuyện mà mình có sức khỏe đó là nhờ cái phước, tức là cái phước mà mình chăm sóc người bệnh đó, nó sẽ cho mình sức khỏe. Nhưng mà do mình có tâm sân cho nên là mình sẽ xấu xí ha. Thì quý vị có muốn làm một phiên bản thằng gù nhà thờ Đức Bà hay không thì tùy mình thôi. Đấy. Cho nên nghiệp có trắng có đen, cho quả có đen có trắng.
Và làm ơn làm phước, đừng có nói cái chuyện mà mình làm ác bình thản dửng dưng mà mình gọi là vô sân nhé. Tại vì mình vô, có khi cái vô sân á, làm ơn nhớ giùm như vậy, vô sân phải là những trạng thái tâm lý nó đối nghịch với tâm sân thì mới gọi là vô sân. Tức là đó, từ bi hỷ xả chánh niệm, tức là những cái trạng thái tâm lý đối nghịch với tâm sân thì mình mới dùng cái từ vô sân. Chứ còn mà mình xin thưa nha, xin thưa nha, một người đang hưởng dục á, thì họ trong tâm của họ chỉ toàn tâm tham thôi. Một người đang trộm cắp, trong tâm của họ chỉ toàn tâm tham thôi. Một người đang tà hạnh á, trong tâm của họ toàn tâm tham thôi. Tức là khi đó đó không có tâm sân nhưng mà có tâm tham. Hoặc là khi mà mình ngủ nướng lười biếng thì khi đó nó không có tâm tham, không có tâm sân, nhưng mà nó có tâm si. Tức là bản thân của nó vẫn cứ là bất thiện nha, vẫn cứ là bất thiện. Mình làm ác thì đương nhiên nó là bất thiện rồi. Rồi thêm một vấn đề nữa là khi mình làm các cái điều ác, cảm thọ nó có thọ lạc và nó có thọ xả. Ví dụ như khi mình có những người họ trộm cắp, trộm nó quen tay rồi, nó trộm mấy cái món nhỏ, họ trộm cho cái thói quen, tại vì nó quen rồi, thành ra là họ không có đặc biệt thích thú, trừ khi nào cái món đó nó có giá trị, hoặc là cái trường hợp khó họ đạt được thì họ mới thích thú thôi. Còn bình thường ví dụ như là ba cái đồ lặt vặt lẻ tẻ họ thuận tay họ trộm một cách rất là bình thản. Xin thưa nhé, đó là tâm tham thọ xả, nó vẫn cứ là tâm tham thôi. Nên chỉ làm ơn làm phước, đừng có nói là bình thản dửng dưng mà mình quỳ nhét cái chữ vô sân cho nó kỳ lắm nha. Rồi khi mà cũng tương tự như vậy, mình làm việc ác, việc xấu mà với cái chủ ý tốt, thì thứ nhất là cái quan trọng là mình có trí tuệ hay không, mình có chánh kiến hay không. Nghiệp có trắng có đen, cho quả có đen có trắng. Và ví dụ như sư nói trường hợp như thế này để quý vị biết mà. Cái người có trí cư xử khác với người không có trí. Như khi mà Đức Phật trong cái kiếp ngài còn là chúng sanh tìm cầu giác ngộ, khi ngài thấy một cái con nai đó nó chạy băng qua, và bằng trí tuệ của ngài, ngài biết là cái người thợ săn đó, chuẩn bị đuổi tới, ngay lập tức ngài đứng dậy và ngài đi kinh hành. Người thợ săn đuổi tới hỏi ngài thì ngài trả lời là từ trong khi ta đang đi kinh hành thì ta không có thấy con nai nào cả. Ngài không có nói dối nha, ngài không có nói dối. Này, để quý vị thấy đó, cái người có trí cư xử khác người không có trí. Người không có trí thì có thể họ sẽ nói dối để họ bào chữa, nhưng mà người có trí thì họ, hoặc là có một người giả mạo tỳ kheo để mà do vợ có thai nghén, đòi 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 chướng, tức là đòi ăn cơm của nhà vua mới chịu kìa. Thì ông chồng á, thương vợ quá cho nên là thấy vua thì hay cúng dường mấy ông sư á, cho nên là cũng giả mạo đắp y
mà chính bởi vì khi mà giả mạo đắc y mang bát sợ bị phát hiện, cho nên đi đứng rất là cẩn thận, rất là cẩn trọng trong từng bước đi. Mà chính bởi vì cái người này nó cẩn trọng trong từng bước đi, cho nên nhà vua thấy rất là hoan hỷ. Trời ơi, một vị sư mà giữ gìn chánh niệm quá tốt, tu hành quá tốt, thành ra là cúng dường. Và sau khi cúng dường á, dặn ông quan á, khanh chạy theo coi là cái vị tỳ kheo này ở đâu. Trẫm tới sau này, trẫm tới trẫm hộ độ, biết chỗ ở, trẫm tới trẫm hộ độ, nhưng mà đừng có cho vị thầy biết. Thì ông quan á, ổng theo dõi, ổng theo dõi thì thấy khi mà đi đến cái bìa rừng á thì hiện nguyên hình, tức là lột cái y ra và cầm đồ ăn đến đến đút cho bà vợ đang ốm nghén. Ông quan mới suy nghĩ, nếu như mình nói thật, một là nhà vua sẽ mất niềm tin, hai là nếu như nhà vua mà tức giận có thể giết cặp vợ chồng này. Cho nên khi về nhà vua hỏi đó, thì vị này trả lời là: Tâu đại vương, khi mà con theo dõi đến bìa rừng á thì tấm y biến mất. Nó rất là khéo, khi mà con theo dõi đến bìa rừng á, tấm y biến mất. Cái vị đắp y á, biến mất, tấm y biến mất. Đấy thì nhà vua mới lại càng thêm có cái niềm tin nơi Tam Bảo. Rõ ràng là cái vị quan không có nói dối. Ừ. Cho nên cách của người trí nó khác với cách của người thiếu trí. Còn trong những trường hợp mà mình không thể nào nói sự thật thì tốt nhất là giữ im lặng, chứ không có nói dối. Không có nói dối. Rồi cái trường hợp mình làm ác mà mình minh mẫn, hay là mình làm ác trong khi mà mình không có minh mẫn á, thì nó chỉ khác nhau ở chỗ, chỉ lưu ý dùm ở chỗ là: thứ nhất là nó có tà kiến đi kèm hay không. Nói theo nó nói ngắn gọn là tức là cái người đó họ có chánh kiến hay không. Khi mình làm ác mà có chánh kiến á thì cái nghiệp nó nhẹ hơn mình làm ác không có chánh kiến. Quý vị có thể nghĩ, ủa là làm ác mà có chánh kiến ngộ vậy? Tức là như thế này, có những người biết cái chuyện đó là tầm bậy, chuyện đó là không có đúng pháp, chuyện đó là phạm giới, chuyện đó là không nên làm, chuyện đó là bị Thế Tôn khiển trách, bị các bậc trí khiển trách, nhưng mà nó tâm tham nó vượt trội hoặc tâm sân nó vượt trội, cho nên nó lấn át đi cái sự kiểm soát bản thân của con người này, cho nên là họ làm ác. Nhưng mà họ có chánh kiến, tức là họ biết được là họ làm bậy đó, họ biết nhưng mà họ có chánh kiến. Thì quý vị nghĩ cái trường hợp mà có chánh kiến thì nó có thể có ở người minh mẫn hay là nó có thể có ở người say nha? Trong khi đó đó, cái người say đó theo chú giải, họ phạm hai tội cùng một lúc. Tức là nếu như họ say mà họ giết người thì họ phạm một lúc cả hai giới, là cái giới uống rượu và cái giới sát sanh. Nếu họ say mà họ nói dối, họ phạm một lúc cả hai giới, uống rượu và nói dối. Cho nên cái giới uống rượu là một giới rất là nặng nha. Cho nên là mình đừng có đổ thừa: lúc đó tôi say tôi không biết gì, xin thưa. Khi mình say mình không biết gì, tức là mình mua một tặng một nha. Còn cái vụ chiến tranh đó, nó kẹt quá.
Bởi vì có những người mà họ cắt họ ghép cái đoạn này lên cũng rất là phiền. Đặc biệt là mình bây giờ có rất là nhiều anh hùng liệt sĩ, mình nói không khéo thì nó rất là kẹt, rất là kẹt. Quý vị thử đặt câu hỏi tại sao mà các cái vấn đề này ngay cả các vị trưởng lão các ngài cũng không có nói, quý vị bác sư nói. Nếu gì cứ muốn biết thì như thế này: chúng sanh khi tạo bất kỳ một cái ác nghiệp gì thì đều phải chịu trách nhiệm cho ác nghiệp đó, và chúng sanh đó không thể viện cớ là tôi làm cái ác nghiệp này là cho cha của tôi làm ác nghiệp này là vì mẹ của tôi làm ác nghiệp này là vì gia đình của tôi làm ác nghiệp này là vì đất nước của tôi. Không thể biện luận được. Và nhớ, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Một người đó, trong chú giải thì có kể một bà hoàng hậu, ông vua đó là một vị bạo chúa, giết người, giết rất là nhiều người và hành hạ rất là nhiều người. Và bà hoàng hậu á, bà vì người khác mà bà giết ông vua, thì bà hoàng hậu bà vẫn đi địa ngục như thường do cái nghiệp sát sanh của bà. Nhưng mà bà vẫn hưởng được cái phước là bà cứu rất là nhiều những người vô tội. Cho nên ấy, nghiệp và quả của nghiệp nó không có bù trừ nhau đâu. Mình làm cái gì đó thì mình đều sẽ chịu kết quả của việc làm của mình.